Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật xu hướng của thị trường crypto trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới. Thì ngày hôm qua vừa đóng là một cây nến D1 nhấn chìm khá là mạnh. Thì đây chính là một trong những tín hiệu bán rất là mạnh mẽ và cũng là một cái mối lo của mình. Thì bản chất là chúng ta đang chờ một cái đợt sóng altcoin hồi lại sau khi mà tin XRP ra. Thực ra trước đấy thì mình vẫn đang là cái tư duy giảm, nói chung cái kịch bản của chúng ta vẫn đang đúng đến thời điểm hiện tại, nhưng có thể là chúng ta đã vào hơi sớm một chút làm cái lệnh future BSL. Cái thứ hai đó là khi mà nó đẩy cây này lên, trước đó thì cây này thì mình vẫn đang là nghĩ là nó sẽ đẩy xuống luôn, nhưng sau đó có một cây nến này đẩy lên là do cái tin của XRP đó, vụ kiện đã thắng, thì nó làm cho thị trường nó FOMO đẩy BTC lên và sau đó là đẩy altcoin. Thì bản thân mình đang kỳ vọng là sau khi nó đẩy cây này lên rồi này, nó đẩy thị trường altcoin lên, thì mình kỳ vọng là vào ngày thứ bảy chủ nhật là ngày thị trường nó thường không hoạt động, thị trường nó sẽ đi ngang và nó sẽ đi trên đỉnh. Thì mình kỳ vọng là sau khi nó có một nhịp nó đẩy altcoin, hầu như altcoin đã hồi đôm giảm rất là mạnh, thì mình kỳ vọng là có thể là nó trong một hai ngày sắp tới, trong một vài ngày tới thì có thể nó sẽ có cái đợt hồi của altcoin, chỉ cần BTC nó lằng ngoằng ở trên này thôi. Tức là hai ngày thứ bảy chủ nhật nó sideways là có thể là tiếp tục nó sẽ đẩy tiếp altcoin lên, bởi vì nó đang đẩy dở rồi đấy. Thì nó đẩy tiếp altcoin lên nên chúng ta đã tập trung vào câu chuyện là chúng ta sẽ nhảy lại vào hàng một ít altcoin. Thì đấy là một cái nó hơi trăn trở một chút, cũng như là hơi một cái hơi hơi lỗi một chút về 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 altcoin. Nhưng mà thực sự là khi mà nó đang đẩy như thế thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận thôi, một là thấy được như vậy thì chấp nhận rủi ro thôi, bây giờ không 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 sẵn sàng đánh đổi thì đứng ngoài thôi thì sẽ không có lợi nhuận. Còn nếu mà chúng ta đánh đổi thì đấy, thì gặp trường hợp như này thì thực ra altcoin hôm qua thì nó không không giảm quá mạnh, nó không giảm quá mạnh, và BTC nó chỉ đi đâu đó 3-4% thì chúng ta không không lỗ nhiều, và chúng ta chỉ đi một phần thôi. Và mình đã nói các bạn là với xu hướng của BTC thì như mình đã nói là mình vẫn thấy được khả năng nó vẫn đang sideways và nó chưa phá được 31k, 31k4, 31k5 nó lên cái đỉnh nó test mà không phá được thì có khả năng nó vẫn còn quay đầu trở lại. Thế nên là chúng ta cũng chỉ đánh nhanh thắng nhanh thôi, sau đó lại té ra bên ngoài ngồi thôi. Nhưng mà sau đó thì nó lại đóng luôn một cây đi về luôn như này, mà thứ bảy chủ nhật nó lại không sideways ra tới trên đỉnh. Và có thể là mặc dù là thứ bảy chủ nhật chưa chắc đã sideways ở trong cái bên nhỏ, chưa chắc đã sideways ra tại trên đỉnh, có thể sẽ tiếp tục là một cái nhịp giảm nữa sau khi nó hồi lên một chút. Đấy, như mình hôm qua mình livestream chẳng hạn, mình đã phân tích và mình đã nói với các bạn là mình đánh giá là với tình hình này thì khi mà nó lúc đấy thì nó giá nó còn ở đâu là 30k8, sau nó sập về một nhịp thì có thể nó sẽ hồi lên một đoạn, sau đó tiếp tục sập xuống nữa. Thì altcoin thì nó hơi căng một chút, altcoin thì có thể là chúng ta sẽ chờ nó hồi lên, nó đang hồi lên rồi, bây giờ nó đang hồi rồi thì chúng ta sẽ chờ hồi lên bên trên. Tí nữa mình sẽ trong khung thời gian nhỏ thì mình sẽ chỉ rõ ràng hơn cái vùng hồi và chúng ta có thể sẽ phải thoát hàng lại cho nó đề phòng cái khả năng nó sẽ bị sập xuống tiếp. Nói chung là thế như này thì mình nghĩ là phải thoát, là lên thoát. Đấy, thế tình huống như này thì là lên thoát thôi, hồi lên một chút xong rồi chúng ta lựa lựa chúng ta thoát hàng. Còn chúng ta đã mua ăn coi thì nó không ít, không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà lên đứng ngoài thôi, chứ vừa tín hiệu này thì tôi nghĩ là nó khá là nguy hiểm. Đấy, nó hơi tiếc một chút là chúng ta những cái lệnh bán của chúng ta lại đi hơi sớm, nó có một nhịp do cái tin hơi đen một chút, là cái tin XRP ra nó làm cho FOMO đẩy lên, nó bị liếm cái SL của chúng ta, sau đó bắt đầu nó mới quay trở lại như này rồi thì chúng ta lại không có những cái điểm bán. Và chúng ta khi mà chúng ta lỗ thì thường thì chúng ta cắt một lệnh rồi thì sẽ không có xu hướng vào lại lệnh thứ hai khi mà chúng ta bị cắt lỗ. Nói đem chút à, thì trên livestream hôm qua mình đã phân tích rồi, mình đánh giá rồi, mình đã nói các bạn rồi, thì nói chung là thị trường nó chạy như vậy thì phải chấp nhận thôi, và quan trọng nhất trong tình huống như này thì nên làm gì, nên xử lý như thế nào thôi. Đấy, thì tí nữa trong video thì mình sẽ nói rõ cái cách xử lý cụ thể hơn cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên nhấn cả chuông bên cạnh. Và các bạn nhớ do cả nhóm Telegram, Facebook của mình có gì thì mình sẽ live stream, mình cập nhật update luôn cho các bạn. Ví dụ như hôm qua là thị trường nó sập thì mình có thể là live trên Telegram luôn. Nói chung là muốn nhanh gọn thì chỉ có lên Telegram thôi. Còn khi mà thời gian đầy đủ không có biến cố gì lớn thì chúng ta có thể live trên YouTube. Nó hẹn nhau rồi lên đấy live stream. Nhưng mà có những lúc mà nó cập nhật nó biến động mạnh thì bắt buộc là phải live trên YouTube thì nó mới kịp thời được, không phải setup gì cả. Cứ thế lên live thôi, ngồi nói chuyện rồi định hướng thôi, chứ nhiều khi là nó đi cả đống như này thì cũng không thể làm gì được, chỉ chờ nó hồi. Thế thì ngay cái kịch bản hôm qua mình nói là khi mà BTC hồi về bên dưới, nó đi xuống bên dưới thì nó phải có một điểm hồi, sau là cái điểm hồi đấy chính là cái điểm thoát các bạn, nó đỡ lỗ ít nhất đó.
Ok, sau đây thì chúng ta sẽ chuyển vào cái xu hướng của BTC, của cái hướng đi sắp tới của thị trường crypto trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái biểu đồ liên tuần. Đây biểu đồ liên tuần thì hôm nay chưa đóng bởi vì hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Nhưng khả năng thì nó sẽ là một hình thái như này, mình nghĩ nó sẽ hình thái như này thôi, bởi vì bây giờ nếu mà lại đẩy lên như này thì phải chịu. Nhưng mà mình nghĩ là cơ bản hình thái của cây nến tuần có khả năng nó sẽ làm cây min ba. Giờ thì chờ nó đóng rồi thì xác nhận thôi, khả năng thôi nhá. Cây với cây nến tuần này đóng như này thì khả năng nó sẽ có một nhịp nó quay xuống, với cây nến tuần đóng như này vẫn còn quá sớm để nhận định, nhưng mà khả năng cao sẽ là hình thái như này và có thể xấu hơn tí nữa. Thì đấy là với VKF, cái này thì chưa đóng thì chưa 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 nhận định nhiều, nhưng đấy là một cây pin ba giảm chúng ta phải chú ý. Chuyển sang với biểu đồ đến D một thì như mình hôm qua trong livestream, mình đã nói là bản chất nó vẫn chưa phá cái vùng 31K5 nên chúng ta chưa thể chắc chắn được về xuống nó lên đâu. Nhưng mình đã nói bản chất nó vẫn đang đi ngang, đi sideways trong cái vùng giá từ 29K5 cho đến vùng 31K5. Đây là cái vùng giá sideways và nó vẫn chưa phá. Khi nó chưa phá ở đây thì nó chưa thể chạy mạnh xu hướng được, nó vẫn đang đi ngang, nó đâm lên đâm xuống, nó test lên test xuống như này thì nó chưa thể chạy xu hướng được. Đấy, thế là các bạn vẫn phải cẩn thận. Cái mà chúng ta đang chờ đợi là chúng ta chờ đợi một cái đợt sóng hồi altcoin, tận dụng có thể là vào thứ bảy chủ nhật là 2 ngày nghỉ của thị trường. Thị trường nó sẽ không chạy quá mạnh thì sau khi nó lên đây nó bị điều chỉnh xuống một chút, sau đó nó sẽ có lằng ngoằng ở đây đó một vài ngày. Thì nếu như chúng ta đánh altcoin thì có thể tận dụng 1 2 ngày đấy, thì sau khi hôm qua nó đẩy lên một đoạn như vậy thì tiếp tục nhà ngày sau nếu mà BTC nó không sập mạnh thì chúng ta có thể đặt cửa altcoin, có thể tiếp tục đẩy hồi lên, sau đó nếu cào kèo của chúng ta bay rồi thì có thể chúng ta cut out và chúng ta tiếp tục làm ra bên ngoài. Bởi vì xu hướng hiện tại thì nó vẫn đang khá là nguy hiểm, nó đang vẫn đang treo cổ ở trên đấy thì chúng ta cũng chưa thể chắc chắn được. Nó chưa phá cái vùng như mình đã nói, chưa phá cái đỉnh này thì chưa thể nói được gì đâu, nó chưa chạy xu hướng mạnh đâu. Và hiện tại bây giờ cũng như thế, mặc dù đây nhấn chìm đây thì thực ra nó vẫn đang chạy vùng như này thôi, nó vẫn đang chạy trong vùng sideways, nhưng mà với tín hiệu này thì thực ra thì mình nghĩ là dần này nó phá. Với tín hiệu D1, đây chính là một cụm nến nhấn chìm, trước đó là một cây đẩy lên, sau đó là một cây để xả xuống tạo thành một cụm nến nhấn chìm, duck clover đấy, đấy một cụm nến nhấn chìm. Nó lên nó test đúng là cái vùng đỉnh này, nó không phá được và sau đó lại xả xuống. Thì tại sao mình thấy được đợt này nó sẽ đi luôn, bởi vì sao? Bởi vì là đã rất nhiều tin tốt ra, CPI ra, rồi là XRP tháng kiện ra, nó cũng đẩy lên một đoạn đấy nhưng sau đó lại trả về như này. Thì mình nghĩ là thời điểm này thì chắc không còn tin nào để có thể làm cho BTC nó break cái 31K5 này. Hay là mình quan điểm của mình thì nói chung là trước giờ thì nói chung là từ cái những cái đợt cái tín hiệu này, thì với mình nó vẫn là bên bán chiếm ưu thế. Quan điểm của mình vẫn là bên bán, nhưng sau khi nó đẩy lên cây như này thì nó về nó lại liếm mất cái điểm SL của chúng ta rồi, sau đó lại đi xuống như này thì nó hơi khoai một chút. Nó hơi đáng cay một chút là chúng ta bị liếm SL rồi, sau đó bắt đầu giá cái lệnh của chúng ta nó mới chạy. Nó mới đi đúng thì với cây nến tuần à với cây nến D1 như này thì mình nghĩ là khả năng kịch bản sẽ là một xu hướng giảm và có thể test về bên dưới. Nói chung quan điểm của mình thì khả năng lần này cao là phá cái đáy này. Phá cái đấy 29K5 nó phá cái vùng sideways này. Lần này thì chắc là đi thôi, chứ mình nghĩ là chắc là nếu mà bây giờ mà lại bật lên lại hồi lên đây thì thôi thì chắc là chịu chết. Nói chung thị trường thì nói chung là không ai dám chắc chắn một điều gì cả. Nó đi lên đây thì phải chịu thôi, bởi vì thị trường mà không không có không không có chuyện là thị trường sai, chỉ chúng ta sai thôi. Thì nếu như này nó đi lại phi lại lên đây thì thôi, coi như đó là duyên số rồi. Nhưng mà với mình thì đến thời điểm hiện tại với tín hiệu như này thì quan điểm của mình vẫn vậy và không đổi, đó chính là có khả năng phá quay về test lại cái đáy cũ này và có thể phá đáy cũ để về vùng 28K, thậm chí có thể sâu hơn, đợt này sẽ về hẳn 25, thậm chí còn sâu hơn nữa. Nhưng mà thôi, cứ trước mắt là cứ về đến 28K rồi tính tiếp. Với cái tín hiệu này thì mình tự tin là mình thấy được là cái xu hướng giảm thì nó đang chắc chắn hơn rất là nhiều rồi. Đấy thì các bạn phải cẩn thận. Thì tí nữa mình sẽ đưa cho kịch bản trong cái khung thời gian ngắn các bạn lên làm gì trong thời điểm này. Chúng ta đã lỡ vào một ít altcoin rồi, chúng ta vào một phần tiền altcoin rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lựa thế và tìm thế làm sao để có cái điểm thoát nào tốt nhất. Đấy, với cái cặp nến này, với cái số hiện tại như này thì chúng ta lên thoát hàng, quan điểm của mình nên thoát hàng. Mặc dù hôm qua BTC đóng cọc như này nhưng mà altcoin thực ra không giảm nhiều lắm, bình thường mình thấy không không giảm mạnh lắm. Nhưng thực cứ té ra ngoài đã, nó với cái dấu hiệu như này thì cứ té ra ngoài đã rồi tính tiếp các bạn. Mình nghĩ là sau lần này thì có thể là kể cả bây giờ nó có giảm nữa thì sau khi mà BTC nó dừng lại ở một cái nhịp nào đấy thì altcoin sẽ được đẩy lên các bạn, nó sẽ đẩy lên luôn, khả năng là sẽ là như thế. Nhưng mà thôi, tình hình này là chúng ta sẽ phải té ra đã rồi tính tiếp. Với cái tín hiệu đến như này, tốt nhất cứ té ra chỗ tránh voi chẳng sống mặt nào đâu các bạn. Hay là quan điểm của mình thì cứ đứng ra ngoài đã rồi tính tiếp. Nó hơi đen một chút. Hôm qua đang hí hửng thị trường An nó đang được đẩy lên đấy, thì sang thứ bảy chủ nhật thì tính nó đi sideways là nó
tiếp tục nó được đẩy lên là ngon, nhưng mà sau đó lại giã về luôn, nó đi nhanh hơn cả mình dự kiến. Đấy, nó đâm lên trọc xuống như này thì khó dự đoán. Nó đang canh canh nhảy vào ăn rồi nhanh rồi té thôi. Đấy, thì đầu tiên đấy là với cái biểu đồ nến D1, nó tín hiệu rất là xấu và có thể nó sẽ tiếp tục có những cái tín hiệu giảm xuống nữa. Sau đây chúng ta chuyển sang H4 và D1. Chuyển sang H4 và D1 thì đây, sang H4 và D1 thì cũng không có gì, H4 và H1 thì ra không có gì nhiều đâu. Các bạn thấy được nó lên nên nó test, sau đó lại bị xả lại như hôm qua lúc bữa là chị mình nói này. Nó lại xả lại này. Đấy, sau đó bắt đầu đóng cây đến H4 mạnh xuống này. Đấy thì không có gì để phân tích đâu, nó vẫn đang sideways trong cái khung này thôi đây. Nhưng mà lần này thì mình nghĩ là nó sẽ test đây, nó sẽ hồi lên một chút xong nó test đây, xong nó tiếp tục là phi xuống lại test đây và có thể phá đây để vực sâu hơn. Cái cờ này đang cao hơn rất là nhiều, nói chung cái cây nến quay trở lại này cao hơn đó. Trước thì chúng ta đang lò dò chúng ta bán ở đây đúng không, chúng ta chờ cho nó đi xuống đây luôn. Nhưng đen cá đã phi lên đây nó lại liếm bố mất SL, xong bắt đầu nó chạy xuống đây nó đen một chút đây. Thế mới là thị trường các bạn ạ. Phân tích vẫn đúng, hướng đi vẫn đúng nhưng mà vẫn mất tiền các bạn. Chúng ta có thể là sell sớm hoặc có thể là chúng ta đã đặt điểm cắt lỗ đây. Chúng ta đặt cắt lỗ cách đó một vài trăm giá là đúng rồi. Nó lên phi lên đây thì nói chung có những lần lệnh thì chúng ta cũng chẳng có sai đâu, cũng chẳng sai sót, cũng chẳng sai về phân tích, cũng chẳng sai về cái gì cả. Nhưng thị trường nó chạy khó thì chúng ta vẫn bị liếm SL, cái là chuyện bình thường thôi. Nói chung là thị trường thì nó vô vàn, nó bất định đó các bạn, không không thể chắc chắn điều gì cả. Nói chung H4 không có gì đâu, nhưng mà trên H1 thì mình sẽ bật sang H1 mình sẽ chỉ các bạn nó rõ hơn. Thì cái điểm thoát hay là cái lúc này lên làm gì? Thực ra thì như mình đã nói là chủ yếu sẽ làm ở USDT từ khi mà BTC nó vẫn sideways ở 30k thì chủ yếu vẫn làm BTC thôi. Nhưng mà do thấy được là có một đợt nó hồi đấy thì chúng ta đặt kỳ vọng và chúng ta đặt rủi ro. Chúng ta chấp nhận rủi ro để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận khi mà thấy được thị trường Nga nó đang hồi lại thì chúng ta canh, chúng ta nhảy vào một phần. Đấy thì lỡ vào mất rồi thì bây giờ là có nên giữ được không? Theo quan điểm của mình thì việc nhảy ra nhảy vào thực ra nó không muốn muốn đâu, mình cũng không muốn đâu, nhưng mà với tình huống như này thì mình nghĩ là lên cắt out ra. Bởi vì sao? Bởi vì là có thể là BTC nó chỉ hồi lên đó một đoạn này, có thể đâu đó vùng 38.2 hoặc vùng 0.6 0.5 của Fibonacci. Đấy, hôm qua khi mà giá nó sập, khi mà giá nó sập bắt đầu từ vùng 31k 30k 8 30k 9 thì chúng ta lên livestream lúc đây hình như 30k 5 36 ạ. Thì mình nên livestream thì nó là các bạn là có thể nó sẽ nhịp về bên dưới này gần vòng 30 này nó test. Sau đó có thể nó sẽ có một nhịp nó hồi lên bên trên này nó test đâu đó vùng 038.2 hoặc là vùng 0.5. Thì đâu đó nó rơi khoảng tầm từ 30.600 cho đến 30.800. Đấy, trong cái khoảng vùng giá này. Có thể hồi lên hoặc thậm chí có thể nó chỉ nông hơn thôi, nó chưa đến được cái hẳn cái vùng này đâu. Thì BTC có thể quay đầu tiếp tục giảm xuống tiếp đúng không? Đấy, thì khi mà nó hồi lên đến đây thì chúng ta sẽ có xu hướng cắt out ra, bởi vì khi nó đâm một nhịp An có thể giảm theo. Mặc dù lần này An có không giảm nhiều lắm, mình thấy nó BTC sập mạnh như thế nhưng mà An có không giảm mấy. Thì sau khi BTC nó hồi trở lại như này thì An có nó cũng hồi kéo theo. Thì đây chính là cái thời điểm nó hồi như này lên là thời điểm chúng ta chia ra, chúng ta chốt dần đi, chúng ta cắt out dần ra. Đấy, thì khi mà nó hồi như này chúng ta cắt out dần ra để chờ nó lên nó test, sau đó có thể nó sập xuống tiếp. Thì chúng ta lên đây chỗ vùng hồi chúng ta chờ nó cắt out dần ra, xong bắt đầu là khi nếu mà cắt out được hết thì bắt đầu là chúng ta tiếp tục ngồi chờ đợi để nó xem diễn biến tiếp theo, có thể nó sẽ quay về nó test lại cái đáy 29K5 và sau đó có thể phá cho 29K5 để 28K. Đấy thì cái cửa bây giờ đang xuống đang rất là cao rồi. Hôm qua thì mình đang kỳ vọng là nó thị trường Nga nó được đẩy, mới đẩy buổi tối hôm qua thôi, hôm kia đấy. Thì mình đang kỳ vọng nó lằng ngoằng khu vực này, nó lằng ngoằng khu vực này, tháng thứ bảy chủ nhật thị trường nó không chạy thì nó lằng ngoằng ở khu vực này. Đấy, hai mà một hai ngày ba ngày. Đấy, sẽ có thể sang cái ngày thứ hai thứ ba thì nó cũng sideways đây, thì đâu đó 3 4 5 ngày thì thị trường Nga sẽ tiếp tục đẩy lên và chúng ta có thể ăn qua sóng đấy và chúng ta lại té ra ngoài để ngồi tiếp. Nhưng mà hôm nay lại đẩy xuống luôn như này rồi thì có thể trong cái ngày thứ bảy chủ nhật này nó sẽ không sideways trong một cái video nhỏ mà có thể nó sẽ hồi lên một đoạn tiếp tục, đâu đó có thể tiếp tục bán xuống và có thể đi luôn về vùng dưới luôn. Hôm nay thứ bảy chủ nhật thì chưa chắc đã đi trong một khung nhỏ, có thể nó sẽ đi luôn bởi vì xu hướng nó mới bắt đầu đóng D1 khá là nhiều thì mình nghĩ là nó có thể đi xuống luôn trong ngày thứ bảy chủ nhật luôn, nó rất là rủi ro nên là mình nghĩ là lên tốt nhất đứng ngoài chờ. Còn xong rồi vì tại bây giờ đang hồi rồi thì cứ lựa lựa ra thế ra thoát dần từ đây, đóng lên đến đây thoát dần tiếp, cứ chia ra cho thoát dần đi, mình nghĩ thế lên vị thế lên tốt nhất thế. Còn cái việc mà bây giờ từ đây nó lại hồi lên đi lên đây nó test đỉnh phá đỉnh lên thì chịu, nói chung là nếu mà BTC chơi thế thì không ai chơi lại được, phải chấp nhận thôi. Cuộc chơi như vậy thì nó khó như vậy thì chúng ta đi tiền thì chúng ta như vậy thì thoát ra mà nó lại phi lên thì số trời rồi, không không thoát được các bạn.
Đấy, thì bây giờ chờ lên, bây giờ hiện tại đây bây giờ cũng chỉ các bạn chia ra thoát dần được rồi, bởi vì thấy an coin nó cũng đang nhúc nhích dần rồi. Thì lựa lựa ra các bạn chia dần các bạn vẫn cắt out thôi. Đấy, thì trên H1, H4 thì nó cũng vậy thôi. Mình đã nói từ hôm qua là nó có vẻ lên về đến này xong bắt đầu nó sẽ rút chân lên. Đâu đó vùng 30k sau đó nó lại rút chân lên hồi lên bên trên. Vùng 30k 53 đến vùng 30k 8. Xong bắt đầu có thể tiếp tục bị giã xuống bán tháo xuống tiếp. Nhân canh xong bắt đầu là hồi này là chúng ta té dần thôi. Còn việc mà nếu mà lần này nó lại không đi xuống đây luôn mà nó lại hồi lên bên trên này thì chịu. Chấp nhận, phải chấp nhận đấy các bạn. Nó đi thế thì bố cháu cũng chịu thôi. Đó nha, thì đấy là phân tích qua một chút về xu hướng của BTC. Nói chung là đợt này nó đi đâm lên đâm chọt xuống hơi bị khó chịu. Hơi bị khó chịu và hơi bị khó đoán. Nhưng cơ bản đến ngày hôm nay rồi thì mình nghĩ là rồi nó sẽ phá. Nó đây là cái bản chất nó vẫn đang đi vùng trong vùng sideways, nó vẫn đi trong biên sideways đây. Nhưng sau khi một thời gian nó sideways ở đây 2 3 tuần rồi thì đến lúc nó sẽ phá vỡ một trong hai biên, biên dưới hoặc biên trên để chạy mạnh xu hướng. Thì với cái thế đi như này, với cái tình hình hiện tại, với tín hiệu như này thì mình đặt cửa cho biên dưới nhiều hơn bên trên. Đấy, quan điểm của mình thì trước giờ, nhưng mà các bạn đã khi mà nó lên đến 31k rất nhiều lần tín hiệu đây. Đây, cái nến này, đây cái nến này, cái nến này thì mình đều nhận định quan điểm là xu hướng giảm. Màu đen nó là phi lên đây xong bắt đầu là thị trường An đang đẩy lên thì chúng ta canh, bởi vì sau một thời gian rất là dài rồi. Mình đã canh An hồi lên rất là dài rồi. Sau một thời gian rất là dài chờ đợi An, An nó có thể nó sau khi nó BTC tăng mạnh lên 30 31k nó hút máu. Sau đó An có thể bị hút máu xong có thể hồi trở lại. Thì đang canh me rất là nhiều, rất là lâu. Sau khi thấy An nó hồi phục đấy, thị trường nó hồi phục trở lại thì kỳ vọng đấy nhảy vào. Thế cùng BTC lại đi ngoắc ngoéo phát đẩy phát xuống luôn. Hơi đen một chút. Còn lệnh bán thì lệnh short thì chúng ta lại bị liếm mất ở vùng 31k6 rồi. Không 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 gồng được cái lệnh SL rồi. Đúng không? Thì nó hơi đen một chút. À, thì phải chấp nhận thôi, cuộc chơi là như vậy rồi. Thị trường thì không ai chắc biết được, không ai chắc chắn được. À, khi mà chúng ta bị liếm SL thì thường là cái xu hướng sell lại, sọt lại thì không lên các bạn, bởi vì dễ bị say máu, dễ bị khát nước. Đánh kiểu đấy dễ bị khát nước là mình không có xu hướng mình sọt lại đâu. Vẫn phải chờ điểm để vào. Mặc dù đêm và thức ra hôm qua mình đã nói các bạn mình comment ở trong nhóm mình đã bảo các bạn là đợt này thì có thể là mình sẽ tìm điểm để mình sọt rất là mạnh, có thể bán đâu đó khoảng tầm 10 bit ở đâu đó vùng 31k, chỉ chờ An coi bay xong cái là chốt lời cái là lại quay sang tìm điểm short bit thôi. Là mình nào trước khi mà BTC nó chưa sập mạnh đâu. Lúc đó mới vùng 30k7 hay sao, 30k7, 30k8 hay sao. Quanh quanh cái vùng đấy. Đấy thì nhưng mà hơi đen chút là đang thực ra bản thân mình cũng có một phần ở trong An coi rồi. Nói chung mình cô nghe mua vào một phần rồi và mình cũng vào một phần rồi, nên là khi mà có xu hướng short lại thì sẽ không không thiết tha lắm, bởi vì lúc đấy mình đang mua ăn coi mà nó không không khoái lắm, nhưng mà lựa thế dần dần là chúng là cũng phải cao đao thôi. Bản thân vị thế của mình hiện tại cũng cao đao rồi, chỉ còn giữ lại đâu đó một kèo của mình thôi, một phần rất là nhỏ thôi, giữ lại với cái kèo đấy mình thấy được thôi vứt đấy được. Còn về cơ bản là mình cũng phải tìm cách mình té dần ra, té dần ra các bạn. Ở trên đây là cái nhận định cũng như đánh giá của mình. Nói chung là trong tình sắp tới nó khá là ban căng, anh em tính toán làm sao cho hợp lý, làm sao cho mình đỡ rủi ro nhất có thể. Xu hướng đợt này đi rất là khó chịu, nhưng mà đến thời điểm tín hiệu như này rồi, cái cây nhấn chìm lên như này rồi thì mình nghĩ là các bạn nên tính toán cho cẩn thận, ôm nữa cũng được, cái như nào thì các bạn không thoát cũng được hoặc các bạn thoát hết cũng được, cái này thì cũng được, tùy thôi, mình tính toán sao cho hợp lý thôi. Thị trường đang chạy khó đâm lên chọt xuống thì cũng không ai dám chắc chắn được, nhưng cá nhân mình thì cái cách làm hiện tại và cái lựa chọn tốt nhất hiện tại bây giờ là lên tìm xu hướng cut out ra để đứng ra bên ngoài xem tiếp tục thị trường nó sẽ chạy diễn biến như nào thôi. Chứ tình hình này sau tất cả những cái tin ra như vậy, tốt như vậy rồi mà nó không lên được, nó không phá được 31k5 rồi thì mình nghĩ chắc chả còn tin nào để nó động lực để phá đây đâu. Thì bây giờ chỉ có một là cái động thái tốt nhất và cái hướng đi tốt nhất của thị trường có thể, đấy là trường hợp có thể nhé, là nó sideways lằng ngoằng ở đâu đó vùng 30k nó một vài ngày thì có thể là nó chứng lại đấy thì có thể ăn co lại tiếp tục được bơm tiếp. Nhưng mà cái trường hợp này thì mình không đề cao, không nghĩ không cao đâu. Mình nghĩ là khả năng nó tiếp tục nó hồi hồi lên một chút sau đó tiếp tục bị ra xuống, đây này nó đi mạnh. Khi mà BTC đã chạy xuống nó đi rất là nhanh, rất là mạnh, nó đã sideways tức là nó giống như cái lò xo như mình đã nói này. Đây là cái vùng giống như lò xo nó bị lén lại này, thì đến lúc nó bung ra nó chạy rất là nhanh, nó giống như cái lò xo ấy. Thì các anh em phải cẩn thận, cái này không phải là rõ rõ gì đâu, nhưng mà thôi cứ tính toán sao xử lý được. Nói chung là thoát vào hay làm như nào tùy các bạn thôi. Nhưng trên đây là cái hướng đi, cái định tính của mình, cái tính toán của mình, thì các bạn xem hợp lý các bạn làm, nếu mà không hợp lý thì thôi chúng ta không làm nữa, chúng ta theo cái tư duy của chúng ta thôi, đúng không?
Nếu vậy giờ là xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Và nhớ do cả nhóm Telegram group của mình, có gì thì mình sẽ like cho mình cập nhật luôn để các bạn có thể xử lý nhanh nhất. Ok, xin chào lại các bạn ở video tiếp theo.